lộn ngoài đó cũng được. Bữa nay Tâm Tâm với bà mẹ quê cùng với bác của mình đi lên nhà lòng chợ cái khế. Nãy giờ thì lại quay kiếm chỗ đậu xe ha. Đó. Giờ vô chợ chơi. Đi lên lầu kiếm mua đồ luôn đi để đi nhận. Chợ thì nói chung cũng vậy. Dạ. Đi thẳng lại chỗ mình kiếm luôn đi. Có chuyện áo len luôn. Tới rồi. Đồ văn hộ á. Số mấy nè con? Số bự. Số lớn số 6 ha. Bà mẹ quê nhớ đường hay ghê. Có dài có lỡ luôn. Dài á, không có lỡ. Đồ đẹp quá. Quấn băng keo lại rồi bác Năm ơi. Dạ em cảm ơn. À, quá chừng đồ luôn. Dạ. Dạ. Quay quảng cáo luôn. Quay cái lô á. Dạ có chị. Lần nào em lên đây mua là em cũng ấy chứ. Nhớ nè, nhớ cái lô của chị Tần Linh nè. Mà cũng hên đó cô, là cái này con mới về con đẹp á, từ lúc mà đóng cửa 4 tháng à. Tao anh nói chị mà rất là tốt. Chắc cô chị mặc Sài Gòn phải không? Người này chưa, người này chưa có xài lần nào. Nhưng mà bây người giờ này mặc rồi là giới thiệu cho người này. Bây giờ em có dặn gì? Dài. Giới thiệu phi không à? Giới thiệu miễn phí. Phi miễn phí. Giới thiệu miễn phí. Miễn phí không à? Vậy bây giờ em có quần cả này mình thích không? Bác em muốn quần dài. Em để cái ghế ra ngoài luôn đi. Xấu rồi thôi, thử đi. Chị ngồi ghế cao chị chậm rồi. Nhiều đồ pyjama. Em đứng gì đâu vào cái quần này. Sao được, cái quần hơi vừa. Cái bông nó đẹp hết. Chị nó phải như vậy, tại vì nó phải nó không thể nào nó suông hết được. Cái này có luôn. Có được không? Ừ, này khác. Ở khác này. Cái này cái bông này. Em để này ra ha. Ừ, cái bông này hết bông luôn mà nè, mẫu khác. Cái mẫu có mẫu khác rồi nó khác vậy. Nhưng mà to em thích cổ thường vậy đó. Đó cái cổ đó coi được. Cổ thường vậy thôi chứ tôi không thích cái kiểu cổ nhiều quá, tại mình bận ở nhà mà. Không đâu rồi ai đi ra đường để nhớ mình cười chết. Tới 220 bộ luôn nha. 220 mắc rồi. Dạ, không mắc thì tùy chỉ giá, tone bây giờ là giá như vậy. Bộ đó
Ừ. Mắt con có 40, 45 ngàn, như bán có 220 mắt lắm, nó khỏi nó khỏi được. Con có dưới không được. Nó khác rồi, khác rồi, ghét quá thôi, cái độ rừng tại cái này quần lửng rồi. Em cho chị coi thêm cái quần lỡ mà lỡ dài chị. Thôi không có mua thấy quần lửng. Bác, một màu ha, có ren. Có ren. Chị không thích quần lỡ ở đây. Giống mấy bà luôn. Tóc không? Tóc số nào hả? Rồi vậy thích nào? Đi chỗ kiếm nữa đi em ra chị đi. Ai chưa mua đồ Tết là ủng hộ cho chỗ chị Toàn Linh nha. Bán rất là dễ thương, nhiệt tình. Nhưng mà em nói thiệt cho chị nha. Nói chung là cũng nhiều đồ lắm ha, mình đi lên đây mua đồ Tết là cũng được. Chợ hôm nay thì buổi trưa, nói chung là giờ buổi trưa này khá là vắng vẻ, tranh thủ đi buổi trưa rồi. Tại vì cả nhà biết sao không, giờ này mà dịch á, dễ thương quá. Xe anh kia ở đây kia rồi, đáng lẽ chỗ này cho đậu nè bác Năm, mà nó đậu vậy rồi ai dám đậu, chỉ tải nó đậu ngang như kỳ cục quá. Ở đây hai chị đang lựa đây, cô cũng cao nè, cô này cũng cao. Cô cao dữ lắm dạ. Luôn á chứ. Cái này đẹp mà. Cái mẫu cái chân dài. Này. Dạ đúng rồi, người đẹp chân dài. Người đẹp. Dạ bông này có được, mở bông này lên. Người đẹp chân dài. Giờ kiếm mấy người cao cũng khó lắm. Nó khác như vậy cũng không đẹp. Thôi nhìn không có thấy. Nhìn không thấy. Cái này nó nhu, cũng nói chung là của đồ lớn tuổi thì nó nhu. Đi đi sắm đồ Tết nè. Đi sắm đồ Tết nè, sẵn giới thiệu cho cô luôn nè. Như bộ vậy. Giới thiệu phi cho luôn. Dạ, cái này thì tính cho cô 235. Trời, nhiều mắt vậy. Không, bỏ dép xuống tại vì đồ bộ mình đã. Sạp mình là tên gì cô? Khánh Linh nha. Con đi hoài, con đi ghé đây hoài mà con. Toàn Linh, Quyền Linh. Đúng rồi nha. Đồ bộ mình vẫn hay có bán đồ của người lớn tuổi nè. Đồ gấm nha, lần trước Tâm Linh đây có mua cho bà ngoại đó nè. Mấy lần sau thì mua giải mai cho ngoại. Có đồ em bé. Đồ ngủ. Lúc trước thì hay mua đồ gấm này cho ngoại nè. Để coi bác mình chọn được bộ nào nha. Để cho bác Năm lựa mà. Cho bác Năm lựa đi. Tôi biết không, bây giờ ở chợ nó không có hàng. Ba cái này nó không có thợ thầy gì mai hết trơn á. Ủa cái bà bông khác. Bông này cũng được không? Nè. Đây nó nguyên cây nè. Rồi, được rồi. Tôi mua đồ mà không lạnh đó nhá. Dạ. Tôi mua 20 bộ vậy đó. Dạ. Tôi mua 20 bộ. Mẹ quê đi xuống dưới. Quay lưng bà mẹ quê nhiều quá rồi hả? Bà con nhìn thấy là biết, sau lưng là biết bà mẹ quê rồi. Dưới đây thì bán giày dép nè, phụ kiện. Còn ở trên đó thì bán quần áo. Có bánh nè. Còn cái lô này hay bán khăn nè, mà bữa nay không có bán. Tại nhà mình hay mua khăn nè, nón ở cái lô này á, mà bữa nay không thấy bán. Kẹo đậu phộng. Kẹo đậu phộng không? Cái ba mười luôn rồi hả? Dạ không. Sắp Tết thì nhìn bánh kẹo thấy nông Tết. Hôm nay cái đó là cháu tham gia. Có tem gì?
luôn, có đá luôn. Ủa cái thùng đó nhiêu vậy con? 100 ngàn. Bánh mã lai. Còn mua hộp. Đâu đâu lấy cho tôi hộp đó. Cho coi thử. Anh đang cho hàng. Tại em mua lượng nhiều lắm, em mua tới 30-40 thùng lận. Để em cho nhân viên của em á. Dạ. Cho mọi đứa một phần quà trong đó khoảng 500 ngàn. Bánh mã lai thì ngon rồi đó. Đầy đủ cho nó. Mai thâu tôi không, tôi làm nhân viên thôi. Qua Tết nghỉ phải không? Làm nhân viên mình qua làm, mình làm trong Tết thôi. Giờ cổ lấy thùng quà đây nha. Tôi lấy thùng quà đây. Này hàng mới về, nó mới vừa đưa lên chụp cho em coi, em chạy ra liền đó. Bánh mã lai. Này, nho nguyên chùm á con năm. Dạ, nho dạ, bên này nho, còn này là trà là dạ, nguyên chùm. Còn chùm. Nhiều thứ quá ha. Vậy lấy 2 tuần hay 1? 1 thôi, 1 tuần ha. Lâu lắm rồi con mới đi lên lại đây đó. Ừ. Cái hộp đẹp quá nha. Nè, chỗ nó ngon, dữ tợn lắm chứ đâu. Dữ tợn lắm nè. Em mới mua hộp qua. Cái này 120 à. 1 ký, gạm kia nửa ký, bữa nay nửa ký nữa nè. Cái này thấy sao nó ngon hơn. Dạ. Cái này là nó không có tẩm đường luôn. Nó không có tẩm đường luôn. Vậy năm mua này không? Tôi cũng mua một hộp hồng tôi chưa ăn nữa. Mấy cái hộp hồng keo luôn. Keo kia lại thùng lắm. Dạ. Quay giới thiệu với bà con luôn. Quay món cá cho cổ luôn. Dạ. Món cá miễn phí rồi. Bán gì đó hả? Hổng ca mình chợ. Ăn mấy chua không? Ăn mấy dẫn khách đi chợ kiểu này chắc xỉu quá. Chỗ này nè mẹ, đóng cửa rồi. Nè, dây kéo khóa đóng cửa rồi nè. Đóng cửa rồi. Rồi, cảm ơn nha. Nay đi chợ không mà quay giấu mặt luôn. Chà, đóng cửa cũng nhiều hả? Đâu rồi? Ai bán đâu rồi? À, mua gì? Nhưng cái vậy? Cho em chụp cái đi. Xong rồi bây giờ mình đi ra xe thôi. Xong rồi hết chợ rồi đi. Hết chợ rồi. Bữa nay thấy nhiều sạp đóng cửa ghê luôn á. Rồi nãy giờ đi chung với bác của mình mua được một đồ đây. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà luôn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bye bye.